Chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về chim đi Marang, model là SR6003. Marang đã rất là nổi tiếng trong việc tái tạo âm thanh chất lượng cao trong hơn 50 năm qua và đã được anh em Audio đánh giá rất là cao về chất âm mềm mại, chi tiết và sáng tiếng của nó. Với dòng Marang SR603 thì mặt trước của nó được thiết kế là phay nhôm màu đen rất là đẹp nha. Và hai bên được thiết kế là bò cong. Đây là một trong những thiết kế cao cấp của hãng Marang, thường được chế tạo trong những cái dòng âm đi cao cấp. Dòng này thì nó sẽ có kết nối HDMI với chuẩn mới là 1.3 và sẽ hỗ trợ các tình dạng đa kênh như là Dolby Atmos, Dolby Master Audio. Và ngoài ra nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cổng kết nối cổng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc YouTube từ Smart TV và cổng analog để ta có thể chơi nhạc từ đầu đĩa. Dòng này thì nó vẫn hỗ trợ cho chúng ta chế độ là On Set Stereo. Với chế độ này, anh em có thể nghe nhạc bằng tất cả kênh loa khá là hay để chúng ta không lãng phí bất kỳ một cái loa nào khi ở chế độ nghe nhạc. Và với thiết kế công suất ở loa 6 ohm, maximum của nó lên tới là 125W một cái loa. Tổng rất là khỏe thì anh em vẫn có thể lắp thêm vang số vào để chơi karaoke tốt. Ngoài cổng HDMI, cổng quang và cổng analog thì ở phía trước máy này thì nó sẽ có luôn cái cổng kết nối là cổng USB. Và với cổng USB này thì anh em có thể chơi nhạc số, nhạc MP3, WMA và quay rất là hay và rất là xịn sò, chất âm khá là chuẩn. Và với cổng real thì anh em có thể sử dụng để làm giả mã DAC, ngon bộ rẻ trong tầm giá. Và đương nhiên là nó vẫn cho chúng ta cái chức năng là điều chỉnh bass chép, chỉnh equalizer rất là hay, cải thiện chất âm rất là đáng kể nha. Và đây là dòng nội địa Nhật, điện áp là 100V, công suất cực khủng luôn, lên tới là 600W nha. Về kích thước chiều ngang của máy, chiều ngang là 440mm, chiều cao 161mm và chiều sâu 389mm, trọng lượng là 13,2kg. Và sau đây thì em sẽ test cái cổng vào đầu tiên, đó là cổng DVD, đây là cổng kết nối HDMI nha. Rồi cổng TV cổng quang. Các chế độ âm thanh nha. Và cổng CDR, đó là cổng analog. Chất âm cực kỳ mềm mại và chi tiết nha. Rồi tiếp theo nữa là em sẽ test luôn cái cổng USB nha. Đây là chiếc điều khiển học, em có thể chỉnh full các chức năng của máy nha nè. Và phím số 9 là lựa chọn cổng vào USB nha. Rồi các chế độ âm thanh đây. Top nha. Đây là chiếc điều khiển học, em đã học được tất cả những cái chức năng tối ưu hóa của chim đi Marang SR603. Đối với chim đi Marang SR603, nếu như không có điều khiển từ xa sẽ không phát huy hết tất cả những cái chức năng của nó, bởi vì những cái chức năng như là chỉnh bass chép thì nó tích hợp ở trên cái điều khiển từ xa, và chức năng để cải thiện âm thanh kỹ thuật số và chức năng tắt mở equalizer. Đây là nút tắt mở nguồn nha, nút ngắt tiếng từ phím số 1 cho tới phím số 9, đó là các ngõ vào. Rồi nút home để nút tắt mở chế độ âm thanh kỹ thuật số nha, thì chút nữa em sẽ test về cái hiệu ứng của chức năng này. Nút sụt là để tắt mở equalizer. Rồi để điều chỉnh bass chép thì ở đây thì nó sẽ có cái 4 nút nha, hai nút là cộng trừ bass và cộng trừ chép đây, màu đỏ, màu xanh, màu vàng và màu xanh nha. Đối với dòng âm đi Marang SR603 thì ta phải vào bên trong cài đặt để em có thể điều chỉnh equalizer, tăng volume từng kênh loa, lựa chọn loa lớn. Và chiếc đi này thì em đã cài đặt sẵn nha. Về chi tiết sử dụng và cài đặt thì em có thể tham khảo thêm ở trên kênh của em, có rất là nhiều video hướng dẫn chi tiết nha. Rồi bây giờ thì em sẽ test các hiệu ứng về cái chế độ là âm thanh kỹ thuật số nè,
chỉnh bát chép và chỉnh cái equalizer tắt mở nha. Rồi trở về cái menu số 2, đó là cộng DVD, cộng HDMI nha. Rồi em sẽ test lại âm thanh. Mở equalizer nè, tắt nè, tắt, bao lần, âm thanh cây số, tắt đi. Rồi anh em sẽ thấy là khi mà tắt mở equalizer bằng nút sụt này thì chất âm nó cải thiện rất là đáng kể nha. Và để điều chỉnh bát chép thì bắt buộc chúng ta phải tắt chế độ EQ nha. Rồi up đây. Rồi tắt chế độ MDAX luôn, chế độ âm thanh kỹ thuật số luôn. Chuyển sang up nha. Và lúc này thì ta sẽ tăng giảm được bát chép ở trên remote nha. Đây là chép nè, cộng trừ chép nè và cộng trừ bát nha. Rồi cộng trừ chép và cộng trừ bát. Bởi vì chip đi Marantz SR603 thì nó sẽ không có tích hợp chức năng cộng trừ bát chép ở trên máy, và nó nằm ở tích hợp ở chiếc điều khiển từ xa nha anh em. Và đây là một chiếc điều khiển từ xa tối ưu nhất dùng cho chiếc âm đi Marantz SR603. Nếu như dòng này không có cái remote thì anh em sẽ không thể nào chỉnh được equalizer, chỉnh được bát chép nha, tắt mở. Chất âm rất là đậm đà và sáng tiếng anh em, cực kỳ mềm mại nha. Rồi em sẽ test các cảm ra lo luôn cho anh em nha. Rồi đây là các chế độ âm thanh nha. Đây chế độ âm thanh và chế độ stereo nha, multi set. Rồi multi set movie nè. Phong nè, lo center, lo surround và lo surround nha. Rồi hoạt động ok mọi chức năng, và như vậy là ta có thể chơi nhạc stereo cùng lúc là 7 lo nha anh em. Rồi bây giờ thì em sẽ test cái cổng rear out luôn nha. Trong này thì có cổng rear out, ta có thể sử dụng để làm đầu phát nhạc số, nhạc USB và cũng như để làm giải mã DAC xuất sang một cái hệ audio khác. Rồi em sẽ chuẩn bị một cái âm đi rồi bên ngoài nha. Và ở đây anh em sẽ thấy là cái khu vực reo nằm ở góc bên tay phải, tay trái nha. Rồi cổng reo đây. Rồi cổng lép ra nha anh em. Và như vậy là em đã test đầy đủ tất cả các chức năng của chiếc đi Marantz SR603 nha. Cổng vào đầu tiên đó là cổng HDMI, anh em có thể lấy tín hiệu từ một cái đầu phát HD từ bên ngoài, cổng HDMI và out sẽ xuất sang TV. Và cổng thứ hai đó là cổng quang, anh em có thể lấy tín hiệu từ Smart TV. Cổng CD, CDR tín hiệu từ đầu đĩa nha. Thông số của chiếc đi Marantz SR603 điện áp 100V và công suất của nó lên tới là 600W. Máy về trong tình trạng là đẹp long lanh góc cạnh luôn nha anh em. Cổng rear để làm giải mã DAC và cổng SVK đây là cổng sức điện nha. Rồi góc cạnh đẹp hết luôn nha. Dolby HD, DTS Master Audio. Bo công hai bên nha. Ở giữa là phay nhôm màu đen, rất là đẹp, cổng USB. Và chiếc ly này thì nó về có luôn cả sách luôn nha, sách catalog luôn. Đây là cuốn sách của nó nha, Marantz SR603 và một vài thông số của nó ở phía sau cuốn sách nha. Công suất của nó là ở lo 6 ohm lên tới là 125W, điện áp là 100V, công suất là 600W nha.
chất âm cực kỳ mềm mại và sáng tiếng nha anh em. Nội thất âm ly Marang SR603 cấu hình khá là gấu nha anh em. Tấm 14 sọ thang lớn nha, tạc ruột luôn. Khung sườn máy sạch sẽ sáng màu, biến thế nguồn rất là to. Công suất 600W nha anh em. Làm da mã DAC, combo rẻ trong tầm giá luôn. Máy đẹp keng từ bên trong cho tới bên ngoài luôn nha anh em. Rồi để điều chỉnh equalizer thì anh em nhấn giùm em là trên cái remote nha, những menu và setup và tay di chuyển xuống cái mục là số 6 nha, enter equalizer reset và enter chỉnh on, thì tại đây nó sẽ cho phép chúng ta chỉnh riêng biệt từng kênh loa, phong left nè, phong left, phong right, center đầy đủ luôn nha. Mũi tên xuống để lựa chọn các dãy tần số. Đầu tiên đó là tần số 63Hz là cộng 9 nha, anh em có thể tăng giảm theo ý muốn của mình. Tần số tiếp theo đó là cộng 125 dB, 250, 500, 1kg, 2kg, 4kg và 8kg. Chỉnh được 16kg luôn nha. Dòng này chỉnh được 16kg nên chất âm của nó cực kỳ sáng tiếng luôn nha nè. Rồi để thay đổi tắt mở equalizer thì anh em nhấn giùm em bằng nút suột nha. Đây, lúc này thì nó sẽ tắt mở equalizer cho chúng ta. Cải thiện âm thanh rất là rõ rệt nha anh em. Đây là một chiếc robot thần thánh để cải thiện tối ưu hóa tất cả những cái tính năng ở trên chiếc Camry Marang SR603. Và nếu như anh em nào cần cái điều khiển này thì cũng có thể liên hệ em nha. Có lẽ đây là một chiếc Camry tốt nhất trong tầm giá đã được hãng đầu tư rất là kỹ lưỡng, tích hợp những cái công nghệ tiên tiến như là cổng kết nối HDMI với chuẩn mới 1.3, hỗ trợ các định dạng đa kênh như là Dolby HD, DTS Master Audio, cổng quang anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc YouTube từ Smart TV, và cộng USB thì ta có thể chơi nhạc số, và anh em có thể cải thiện âm thanh, sở hữu những cái công nghệ tiên tiến của hãng Marang với chất âm tuyệt vời, được cả nghe và nhìn, trưng bày phong cách rất là đẹp. Và với chiếc đi Marang SR603 thì em sẽ bán với giá là 4.500.000 đồng, giá chưa gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em, vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.